Xin chào 500 anh chị em nhé. Ngày hôm nay mình sẽ đi thử xe VinFast VF8 và làm một cái video nhỏ để giới thiệu về một cái ngày chơi lớn của VinFast. Khi chỉ trong một ngày thôi, họ đã tổ chức hai cái sự kiện rất là lớn. Sự kiện đầu tiên đó là hơn 100 xe VinFast E34 trong một cái hành trình mà đi đến Sa Vĩ, là cái điểm cực đông bắc thuộc Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh. Và sự kiện thứ hai cũng hoành tráng, rất hoành tráng, đó là sự kiện mà lái thử xe VF8. Đây là lần đầu tiên cái mẫu xe gọi là tiền sản xuất của VinFast được đưa ra chạy thử. Và điều đặc biệt là đây sẽ quy tụ hơn 100 nhà báo quốc tế đến đây để trải nghiệm. Các nhà báo đều đến từ những hãng tin tức lớn như kiểu Bloomberg hay Reuters, hay là những tạp chí chuyên ngành như kiểu Motor Trend, Automotive News, hoặc cả những kênh YouTube hoặc Facebook nổi tiếng như kiểu Engineering Explained hay là Supercar Blondie. Và bởi vì cái thời gian dành cho lái thử không có nhiều, nên là tôi cũng chỉ đưa ra một số những cái nhận định ban đầu, những cái cảm nhận ban đầu của tôi. Đầu tiên nó là cái về mặt hình thức thì VF8 nó đẹp hơn là trong ảnh đấy anh chị em ạ. Đặc biệt là cái phần eo, phần đuôi xe nhìn nó rất sexy. Nhìn nó chúng ta có thể thấy được ngay những cái đuôi xe mà nó mang tính kiểu sport, tính thể thao, giống như kiểu con Porsche 911 ấy. Phần đuôi nở, hông nó nở ra, bên trên cabin nó thắt vào, nhìn rất là sexy. Còn phần nội thất, phải nói là bây giờ cái độ hoàn thiện của xe VinFast rất là tốt, mà đơn giản, mà trang nhã, nói chung là đẹp, đáng đồng tiền bát gạo phết. Cái thứ hai là hệ thống treo, tôi chưa được chạy trên các đường thử ngoằn ngoèo đâu, nhưng mà chạy đường thẳng cảm giác nó khá là chắc chắn ở cái tốc độ cao. Ví dụ ở quãng đường thử đây thì bởi vì cái chỗ quầy trung tâm ấy, nó không, mình cảm giác là có người đi lại, nên là tôi không dám tăng tốc sớm. Nhưng mà nó dễ dàng đạt được tầm khoảng, như tôi vừa đạp đây là 168 km/h. Và tốc độ cao rất tốt, nhưng mà đi cùng với nó thì phải phanh cũng phải tốt nữa. Phanh này rất tốt bởi vì là cái đĩa mình có thể nhìn thấy cái đĩa phanh rất là to này. Cả đĩa trước cả đĩa sau, phanh như pháo các thứ là ngon lành cành đào. Còn khả năng tăng tốc của nó thì khỏi bàn rồi. Xe xăng thì tôi nghĩ là khó có cửa để so với xe điện. Vì cái thời gian chạy thử xe ấy, nó không có nhiều. Thế đâm ra là tôi như làm video ngắn lên thôi. Tôi hy vọng anh chị em có một cái cuối tuần vui vẻ,